lên chức bà chủ, Nhã Phương làm tiệc lớn đúng ngày sinh nhật, cả showbiz đến chúc mừng. Nhã Phương vừa đón sinh nhật tuổi 29 cực ý nghĩa với vai trò mới bên ông xã Trường Giang và đông đảo bạn bè. Lần đầu đón sinh nhật kể từ sau khi lên xe hoa. Hôm 20 tháng 5, Nhã Phương đã quyết tâm chơi lớn bằng một buổi tiệc mừng tuổi mới tại một khách sạn cực sang trọng. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để nữ diễn viên công bố vai trò mới, bà chủ spa làm đẹp sau khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Trên trang cá nhân, Nhã Phương vui mừng thông báo về dự án mới sẽ được cô triển khai trong thời gian tới. Cả nhà ơi, cùng chào đón một bước ngoặt mới của Phương trong năm 2019 nhé. Lần đầu tiên thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, nhưng Phương đã dồn hết tâm sức và đầu tư rất nghiêm túc cho dự án. Nữ diễn viên công khai loạt ảnh ngọt ngào tình tứ bên ông xã Trường Giang. Mười khó ủng hộ vợ yêu hết mình trong lần đầu thử sức kinh doanh. Hậu kết hôn và tin đồn sinh con đầu lòng, vợ chồng người đẹp dần cởi mở trong việc chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của mình. Lên chức bà chủ, Nhã Phương ngày càng xinh đẹp và sang chảnh. Trong một mẫu đầm trắng hở vai, mỹ nhân sinh năm 1990, khoe khéo thềm ngực đầy đặn gợi cảm. Bà chủ spa cũng trở thành người đẹp, chiếm boss line của buổi tiệc với nhan sắc yêu kiều và thần thái quyến rũ. Vẻ ngoài xinh đẹp của Nhã Phương đủ sức lấn át dàn khách mời. Đông đảo bạn bè và đồng nghiệp trong giới giải trí tới chung vui với vợ chồng Nhã Phương. Vừa nhận vai trò mới, vừa được đón sinh nhật hoành tráng, mỹ nhân 29 tuổi ngày càng viên mãn và hạnh phúc.